Xin chào các bạn, được làm kiểm tra mảng có giảm dần hay không? Thì mảng giảm và nó giảm dần dần lại. Ví dụ như 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, vân vân. Đây, nó giảm dần. Còn giả sử mà có một cái số gì đấy như ví dụ như 7 rồi nó lên vọt lên 9 rồi 6, 5 thế này thì không giảm dần. Đấy, nó giảm thì giảm thôi. Chúng ta sẽ dùng một vòng for để chọn cuối gần cuối mà đấy, vì để nó kiểm tra từ AI và AI cộng một có nghĩa là số tiếp theo nó, ví dụ kiểm tra A0 và A1, kiểm tra A1 và với A2, kiểm tra A2 với A3. Nếu mà AI mà nhỏ hơn AI trừ 1 đấy thì AI mà nghĩa là mảng không giảm dần, mà AI mà lớn hơn AI, quên, mình xin lỗi, AI mà nhỏ hơn AI cộng 1 có nghĩa số đằng trước, ví dụ số 4 mà nhỏ hơn số 5 chẳng hạn, 4 là AI, 5 là AI cộng 1, thì đây không phải là mảng giảm dần. Đấy, đây thì có thể là tăng dần thì có. Và còn mà nếu mà AI ví dụ bằng 5 mà lớn hơn y cộng 1 là a cộng 1 là 2 thì đây có thể bạn giảm dần như vậy. Bây giờ mình viết code. Còn cái hàm suất mảng nhập mảng này thì đơn giản rồi. Đầu tiên mình khai báo một kiểu trả về hàm in. Mình ghi cái hàm đó là kiểm tra đi. Tra. Trong cái này thì mình khai báo cái biến một bảng A này, rồi N. Tiếp tục thì mình sẽ cho một cái biến nhận một giá trị và để vì mình sẽ so sánh mảng giảm dần là mảng tăng dần xứng với số 0 đấy, vì vậy mình cho đây là đầu tiên bằng 0, đầu tiên bằng 1. Tiếp tục mình có một vòng for và khai báo y y chạy từ 0 cho đến nhỏ hơn n trừ 1. Vì sao nhỏ n trừ 1 mà không phải nhỏ n, so sánh với cái loại đấy y cộng 1 đúng không? Nếu mà y bằng n trừ 1 cộng 1 đó, có nghĩa là nó so sánh với lại n đúng không? Và nếu như mà chúng ta chỉ biết n, ta biết nhỏ hơn n thì nó so sánh với n 1, n cộng 1 thì nó không có trong cái mảng, vì mảng chúng ta chỉ biết là n trừ 1 thôi. Và mỗi lần thì y. Và tiếp theo thì nó phải có một câu là if rồi. If để kiểm tra xem AI có, nếu mà AI của chúng ta mà y cộng thì nó không không giảm dần đúng không? Vì chúng vậy chúng ta cho flag. Và lúc này thì không khỏi cần làm gì nữa cả, chúng ta biết mảng này không giảm dần rồi nên là break luôn, break toát luôn ra một cái là không thỏa mãn thì coi như mảng này không giảm dần, không cần phải tính toán gì nữa. Còn nếu mà cái vòng điều kiện trong này vẫn sai đấy, không phải là lệnh if này vẫn sai đúng không, thì lúc đó ấy, thì sẽ trả về, có nghĩa là chúng ta sẽ return về flag, return flag đấy, thế là được, thế là được đấy. Trả về cái kiểu flag nếu mà nó bằng một, không không giảm dần, nên là một mảng A gồm tối đa 100 phần tử. Khai báo gọi hàm nhập mạng, hàm nhập mạng
mình trả về return mình sẽ khai báo cái biến đó là flag cái bằng với lại cái tên hàm, cái hàm kiểm tra bằng kiểm tra đấy. Kiểm tra này có biến a và n, và như chúng ta biết thì nếu mà flag bằng 1 thì là giảm dần, flag bằng 0 thì là không giảm dần. Chúng ta cần một if nếu flag mà bằng bằng 1 thì chúng ta in ra đây là giảm dần, nếu không á là coi như eo eo print cho dấu trong ngoặc. Mà không giảm dần. Ok, vậy là xong. Chúng ta sẽ chạy chương trình và xem kết quả. Mong rằng là hình đen lại xuất hiện. Ok, hãy nhập số phân tử trong mạng. Mình nhập vào sau. Đầu tiên mình nhập cho nó giảm dần nhé. 9 này, 4, 1. Đây, dần đúng không? Giảm dần. Từ giảm dần. Ok. Tiếp theo, kiểm tra tiếp. Bây giờ mình nhập cho một cái số nó lặp lại, ví dụ 6 và 6 mình nhập 9, 8, 4, 3 đấy. Mà không giảm dần vì sao? Vì có số 8 này, 8 này lặp lại vì 9, 8, 5, 9, 7, 5 rồi nhảy lên 8 đấy, có nghĩa là nó không giảm dần nữa. Vậy là code của chúng ta đã chính xác. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin kính chào các bạn.